Ok, hello, chào tất cả bạn đang có mặt trên kênh của mình. Thì mình là Mobile đây. Và các bạn biết đấy, hôm nay mình sẽ vào phần shop. Mình mua hết tất cả shop chỉ với giá 1 kim cương. Đây, các bạn có thể xem đây. Vào shop nào. Chỉ với giá 1 kim cương thôi anh em ạ. Anh em có thể mua thoải mái, đồ đít các kiểu, con đà điểu 1 kim cương, thẻ đổi tên 1 kim cương, mua hết luôn đây. Trời thời trang, mua hết. Ôi, tôi mua hết cho coi, mua hết nè. 1 kim cương các bạn ạ. Đó, chỉ với 1 kim cương thì các bạn có thể sở hữu được tất cả đồ trong đây. Mắt kính đâu rồi, đầu nè. Đấy, nón bảo hiểm nè. Trang bị nhanh liền, trời ơi. Còn gì nữa không? Còn cái nào nữa? Thích mua cái gì thì mua nha các bạn. Trời ơi, 1 kim cương các bạn ạ. 1 kim cương ở đâu ra hả? Ở trong đây ra. Ui, trang bị nhanh luôn nè. Rồi tiếp tục mình sẽ để coi có đồ nào mới không. Ui, 1 kim cương hết. Đã quá. Áo da nè. Ui, áo da nè các bạn. Ui, trời, có áo da luôn. Ôi, mua hết, tôi mua hết cả thế giới, tôi mua hết. Quần, coi quần ơi, quần nào đẹp mua hết. 1 kim cương các bạn có thể làm nên kỳ tích. Ui, quần mới nè. Ui, mua luôn. Mua hết cả thế giới các bạn ạ. Chỉ với giá 1 kim cương thì anh em có thể sở hữu được nguyên cả shop đồ. Kính nào? Kính nào? Ok, 1 kim cương qua quay súng nè. Đấy, trời ơi, mỗi lần được có 10 kim cương chứ nhiêu. Quay thỏa thích. Trời ơi, quay cho đã tay đi. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác tận hưởng cái vòng quay quay đã ga như thế này đây. Chưa chịu ra nữa hả? Khốn nạn thiệt. Thôi 300 lần, 30 lần mà lo cái gì. Trời, khó ra vậy. Thôi thôi, khẩu súng khác đi. Hoàng kim coi. Rồi, khó ra vậy. Rồi, ra rồi, ok, trang bị nhanh luôn. Rồi, pha mát nè. Rồi, ska hồng nè. Sọc quân nè, sọc quân lửa, AK rồng lửa nè. Ôi, nát bấy. Đầu xanh, đầu phòng, đầu đũa, đầu đen, đầu hà lan, đầu hụ, đầu ve, đầu. Quay hết cả thế giới. Sướng quá. Súng gì đây? Quay hết luôn. Súng gì đây nữa nè? Trời ơi. Súng gì đây? Mua hết. Mua sập shop luôn hả? Ok, mình mua sập shop luôn nè. Đó. Có mấy khẩu súng nó rất là lạ. Đây nè. Bom, lựu đạn, đủ các kiểu nè. Hộp gì đây? Mua hết. Tôi mua hết. Hộp gì đây? Cái đầu tóc gì đây? Ui, mua hết. Không ngại ngùng gì cả. Đấy, mua hết. Còn gì nữa không? Ui, đổi coi. Thẻ Free Fire. Thẻ rank. Cái này, huy chương đẳng cấp. Ok, thử vào vòng quay may mắn coi. Ui, vẫn 60 kim cương à. Không giảm à. Ui. Ok, tiếp tục vào trong đây coi có cái gì mua nè. Mua con tờ rật nè. Mua hết. Đó. Trời ơi. Trời ơi, đã không các bạn? Đã không? Phê không? Phê không? Trời ơi, phê. Cảm giác như lên đồng. Trời ơi. Trời ơi, 1 kim cương là mua hết. Trời ơi. Ui, có hành động mới nè, hành động mới nè các bạn. Ui, hành động cho con mèo mới kìa. Trời, dễ thương quá. Ui, dễ thương quá các bạn. Mua luôn. Bộ sưu tập. Cái gì đây? Mua hết luôn.
Thôi chỉ có 147 kim cương mà có thể mua hết toàn bộ luôn nè. Trời ơi, siêu xe luôn chứ. Lại một ấm mic à? Ui, mua luôn nè. Ui, trang bị nhanh liền. Ui, con heo hồng. Ui, dễ thương quá. Ui, có heo hồng. Ui, cái gì đây? Ui, đậu xanh, đậu phộng, đậu đũa, đậu đen, đậu Hà Lan, đậu hũ, đậu ve ơi. Cái gì đây? Hai cái bao lô mới nè các bạn. Trời ơi, bao lô mới. Con heo hồng. Ui, ván nước kìa, trời ơi, đẹp quá. Mua luôn, trang bị luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục để coi có cái gì không. À, còn gói nhân vật nữa các bạn. Còn gói nhân vật nữa. Gói đâu rồi? Nhân vật nè, gói nè. Đó, gói này mua hết được nha các bạn. Mỗi cái một kim cương chứ nhiêu. Thôi mua gói luôn. Ui, mua hết. Chưa bao giờ mà cảm thấy mà mua sướng tay đến như vậy. Hiện tại shop đang bị lỗi các bạn ơi, shop đang bị lỗi nên là vô mua hết. Trời ơi, shop đang bị lỗi đó. Shop đang bị lỗi nha anh em. Nên mua hết được nha. Đang bị lỗi shop. Rồi nhân vật nè, mua luôn. Ok, vào phần nhân vật. Đâu rồi? Nhân vật. Chọn Hayato. Mở kỹ năng này. Ui. Để Poloma có chưa ta? Hình như chưa có nhân vật Poloma. Hình như chưa có nhân vật Poloma thì phải. Vào shop mua lại. Ui, đồ đẹp thế. Ui, đồ đẹp thế. Nhân vật này, Poloma này. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ vào phần trợ thủ nè. Cho con mèo đi. Tên con mèo hả? Mèo. Đó, tên mèo là đặt mèo. Đó. Rồi trang bị cái này vào. Mang theo nè. Đó. Rồi trang bị nè. Trời ơi, dễ thương quá à. Cực kỳ dễ thương luôn nha anh em. Rồi, bây giờ đổi nhân vật đi. Chọn nhân vật lâu ra nè. Rồi sau đó mặc đồ mới đi. Đồ mới đây. Đây. Ôi, cái gì vậy? Cái gì đây? Ôi, cái gì đây? Ui, cái gì vậy? Đẹp quá, đẹp quá. Rồi để xem. Xem coi còn cái gì rẻ nữa không. Ván lướt trang bị nè. Hòm sát. Bao lô nè, bao lô nè. Đó. Vũ khí nè. Độ chính xác tăng nè. Trang bị màu đỏ vào. Shotgun thì màu này rồi. AK. Ok. Khá là nhiều đồ rồi. Trang bị khẩu này vào. Khẩu này là gì? Độ chính xác. Trang bị độc nhất cấp 1 tăng sát thương khi chỉ trang bị duy nhất súng này. À, tăng sát thương khi chỉ
trang bị duy nhất súng này là chỉ có cầm khẩu MP40 thôi. Hiểu rồi, trang bị vào thử bắn xem. K98 nè. Ok. Rồi. Vào các bạn ạ. Rồi, anh em nào xem tiếp clip thì nhớ đăng ký kênh của AF Mobile và đừng quên share like đủ các kiểu nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.